Công ty tư vấn và đào tạo Balance chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực cũng đã tổ chức chương trình là chọn nghề, hành nghề sống với đam mê dành cho đối tượng sinh viên học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn công việc và ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân, từ đó góp phần định hướng tốt nhất con đường phát triển kỹ năng của mỗi bạn trẻ. Tại chương trình, chuyên gia huấn luyện quốc tế MBTI toàn cầu sẽ tương tác trực tiếp với người tham gia để xác định được tính cách và xác định được một số nghề trọng tâm và phù hợp với người tham gia. Xác định nghề theo tính cách MBTI Myers-Briggs-Type Education là một phương pháp đã được sử dụng ở rất nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada nhằm giúp cho mọi người hiểu về tâm lý, tính cách, nhận thức của bản thân. Việc xác định nghề theo tính cách MBTI tại Việt Nam là mô hình hoàn toàn mới và hiện được các chuyên gia về tuyển dụng, đào tạo, săn đón như một công cụ tìm kiếm nhân tài, hiểu rõ tính cách để giao việc, làm việc trong một nhóm có hiệu quả. Tại đây, các em học sinh, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngành nghề giữa thực tế doanh nghiệp và các trường đang giảng dạy. Mỗi năm, công ty tư vấn và đào tạo Balance đã tài trợ cho hơn 20 em học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập tốt. Sau khóa học, có cơ hội được du lịch và khám phá mở mang tư duy và hiểu biết tại các nước châu Á phát triển như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.